Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng. Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình. Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mac Home. Mac Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mac Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mac Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mac Home đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mac Home đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng nước Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mac Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mac Home. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mac Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà thật đẹp do Mac Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình chị Nguyễn Thị Tú và anh Trần Văn Vĩnh ở 35 Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa. Và nhân dịp đầu năm thì Nhật An xin chúc quý vị đó chính là gia đình hạnh phúc, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Trước khi mà chúng ta sẽ nói kỹ hơn về hồ sơ, kỹ thuật công trình này thì chúng ta sẽ quan sát đó chính là 3D ngoại thất công trình này ha. Có thể thấy là đây sẽ là một công trình được thiết kế là mô hình nhà lô phố với một thiết kế cũng khá là lạ mắt đúng không nào? Độc đáo và tôi nghĩ rằng cũng chưa đụng hàng với một thiết kế nào trước đây của Mac Home, một công trình nhìn rất là khác biệt. Và bây giờ thì tôi sẽ dành ít phút đầu tiên để xin giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mac Home nhé. Mac Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, kèm vào đó là tư vấn phong thủy trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0964458888, 0828133333, 0924099999. Hiện tại thì Mac Home đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước: miền Bắc 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội; miền Trung 28 Hà Hoàng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đầu năm 2024, chúng tôi sẽ triển khai là khai trương trụ sở Mac Home miền Trung và Mac Home Tây Nguyên nhé. Còn trên website chúng tôi là machhomegroup.vn thì chúng tôi sẽ có giới thiệu qua, đó là quý vị thấy đây, những công trình được bàn giao trong năm ha. Rồi đây giới thiệu về công ty nè, trụ sở của Mac Home, liên quan đến phong thủy chúng tôi sẽ có các gói tư vấn phong thủy chuyên sâu, phong thủy theo tuổi, dịch vụ phong thủy và thước lộ ban. Và hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình là miễn phí xem ngày giờ, làm lễ động thổ, áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng thi công trong tháng 1 2024. Hotline của phong thủy là 0927728888, 0929245555. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát đó chính là 3D ngoại thất công trình ngày hôm nay ha. Như anh nói ngay từ đầu thì đây sẽ là công trình nhà lô phố nha quý vị, với một cái thiết kế cũng khá là lạ mắt. Đầu tiên thì chúng ta quan sát có thể thấy là có cái điểm khá là bắt mắt, đó chính là cái phần mái bên trên đúng không nào. Mái ở đây thì giống như đa phần những công trình nhà phố khác thì chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là mái bằng nha quý vị. Mái bằng là cái loại mái tinh giản nhất và nó phù hợp nhất cho phong cách hiện đại luôn. Bởi phong cách hiện đại thì có cái yếu tố mà em nghĩ là nhiều gia đình cũng sẽ thích, đó chính là cái sự tinh giản đúng không nào. Mà trong cái loại mái thì đương nhiên không có loại mái là tinh giản hoặc mái bằng hết. Và mái bằng đó quý vị, nó có những cái ưu điểm như sau. Thứ nhất là bởi vì nó không cần phải lợp thêm cái phần vì kèo, không cần lợp ngói, không cần lợp tôn ở bên trên, cho nên là nó sẽ tiết kiệm được phần nào chi phí cho gia chủ đúng không nào. Ngoài ra, nếu như là chúng ta xây dựng ở những vùng thành thị, quý vị biết rồi ha, những công trình này thì lân cận thường sẽ khá là gần với nhà hàng xóm. Nếu như mà chúng ta thiết kế những phần mái mà nó đua ra bên ngoài mà thiết kế không khéo thì có thể xảy ra cái hiện tượng là nước mưa nó sẽ tràn qua nhà hàng xóm, thì đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng không ai mong muốn hết. Do đó thì cái việc mà thiết kế mái bằng nó sẽ tránh được cái hiện tượng này. Tuy nhiên thì công trình này không chỉ đơn thuần thiết kế một cái mái bằng ha,
Mà ở đây chúng tôi sẽ thiết kế thêm một cái vị trí này, sẽ có một cái vị trí trang trí thôi, nó sẽ thiết kế dốc lên một chút xíu ở ngay vị trí đầu. Đây chỉ đơn thuần là mục đích trang trí nha quý vị. Tức là nếu mà chúng ta quan sát từ phía mặt tiền thì chúng ta thấy nó nhô lên như thế này, và nó sẽ khiến cho công trình nhìn bắt mắt thú vị hơn. Ví dụ nếu ở đây mà không có cái phần này đi, mà chỉ có một cái mái bằng đẩy ngang qua thì vẫn được, nó cũng không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà nhìn nó sẽ có khi nó hơi bị nhàm chán, hơi bị đơn điệu. Cho nên là khi đẩy lên thêm một cái chớp một xíu ở bên trên thôi thì giúp công trình sẽ bắt mắt hơn nhé. Phần mái bằng này đó quý vị thì còn một ưu điểm nữa, đó chính là nếu thích, gia chủ hoàn toàn có thể tận dụng cái tầng mái bằng này để mà chúng ta sinh hoạt. Hiện tại thì ở đây thì em thấy là không có thiết kế những cái lối cầu thang để di chuyển lên bên trên. Nhưng ví dụ đi, nếu quý vị thích, chúng ta hoàn toàn có thể thiết kế thêm cầu thang để di chuyển lên tầng mái bằng này, làm không gian sân thượng. Ta có thể là trồng cây nè, hoặc là chúng ta làm những cái buổi tiệc nướng, vui chơi giải trí với gia đình của mình ở đây. Em thấy là cũng rất là thoải mái đúng không nào? Bởi vì thông thường á, cái sàn của mái bằng thì lúc nào chúng ta cũng sẽ đổ là sàn bê tông. Thì nó về độ cứng chắc thì em nghĩ nó cũng không thua kém gì so với những cái sàn bên dưới hết. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển thoải mái, sinh hoạt ở trên tầng mái bằng này. Còn với cái việc mà thi công đó quý vị, thì chúng ta phải lưu ý đến vấn đề, đó chính là chúng ta phải chống thấm. Chống thấm cho nhà máy bằng thì luôn là cái vấn đề quan trọng. Bởi vì sao? Bởi nhà máy bằng thì quý vị biết là cái lượng nước mưa hay là như thế nào nó tác động trực tiếp vào máy chúng ta. Nếu mà chúng ta không thi công chống thấm tốt thì nó có thể gây thấm dột, đó là cơn ác mộng cho cả chủ nhà. Ở đây thì sẽ có một số biện pháp để mình thi công chống thấm. Tôi sẽ nêu ra một số thôi. Ví dụ là chúng ta có thể thi công bằng Sika, chúng ta chống thấm bằng Sika nè, hoặc là bitum màng khò, hoặc là chúng ta có thể làm bằng là sơn chống thấm epoxy, hay là chúng ta có thể sử dụng nhựa đường. Nói chung là sẽ có nhiều cách. Thì quý vị có thể trao đổi trực tiếp với kiến trúc sư và đội ngũ thi công trong quá trình mà chúng ta thi công để xem mà nên lựa chọn phương pháp nào là tối ưu nha quý vị. Đó là bàn phần mái ở bên trên. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục quan sát về thiết kế của công trình này ha. Như tôi nói ngay từ đầu thì đây là công trình hiện đại mà, cho nên quý vị thấy bên dưới nè, chúng ta sẽ đánh mạnh về hình khối là những cái hình vuông bức khỏe khoắn ha, cũng như là kết hợp khá là nhiều vật liệu khác nhau. Ở ngay khu vực mặt tiền đi, ở vị trí này thì chúng ta sẽ ốp granite có tông màu đen vân mây, khá là đẹp nha quý vị. Granite thì nó sẽ có đơn giá hiện tại là tầm 1,5 triệu cho 1 m² ha. Và em nghĩ là lựa chọn cái vị trí này để ốp granite là rất là hợp lý luôn. Bởi vì thứ nhất, đây là vị trí mặt tiền, ta cần cái gì đẹp và sang trọng thì granite nó có. Thứ hai là granite đặt ngoài trời không e ngại nắng mưa. Bởi vì granite cái độ cứng cáp rất cao, nó khó là bị nứt nẻ cũng như là nó không có bị thấm nước mưa. Cho nên là khi mà chúng ta đặt ở những vị trí ngoài trời thì rất yên tâm ha. So giữa granite và marble thì thật sự granite đặt ngoài trời ổn hơn nha. Marble nó không cứng cắt bằng mà nó cũng dễ thấm hơn nước hơn là granite. Cho nên là ở vị trí ngoài trời thì tôi sẽ khuyến khích là quý vị lựa chọn granite. Granite thì đơn giá như tôi nói là 1,5 triệu một mét vuông, nó còn rẻ hơn marble. Marble là hơn 3 triệu một mét vuông, đúng không nè, rất là nhiều ưu điểm luôn. Tiếp theo thì phần ở bên trên này thì chúng tôi sẽ ốp ví dụ là gạch trang trí nè. Đó, quý vị thấy là có những cái tông màu, ví dụ là màu trắng kem, màu ghi, nhạt, vân vân. Vị trí này thì quý vị có thể, một là ta có thể là ốp gỗ nhựa, hai là quý vị có thể là ốp gạch giả gỗ, và ba là chúng ta có thể sơn giả gỗ. Thì ba cách đều ổn hết, thì tùy theo lựa chọn quý vị thôi. Trong ba cách đó thì sơn giả gỗ nó sẽ là tiết kiệm chi phí nhất, đúng không nào? Còn hai cách kia thì nó có thể đắt hơn. Ở vị trí này thì chúng tôi cũng sẽ ốp gạch trang trí ha. Nói chung là công trình này thì em thấy là cái cách mà phối màu hay là ốp gạch này kia thì nó cũng sẽ rất là bắt mắt. Bởi vì như tôi chia sẻ là thường những công trình nhà phố thì mặt tiền sẽ có nơi đẹp nhất, chúng tôi sẽ trang hoàng tất cả cái gì đẹp nhất là mặt tiền. Hai mặt bên thì thường sẽ không được trang trí nhiều đâu, bởi vì thường nó sẽ khá là tiếp giáp với nhà lân cận. Cho nên ở đây công trình này có một cái ưu điểm là vẫn có thể mở được những cái lối cửa sổ ở bên mặt bên. Thì đây cũng là ưu điểm ha. Một số công trình khác là em nói thật là không mở được luôn, bởi vì nó sát quá với nhà hàng xóm. Cho nên đây là cũng là một ưu điểm của công trình này. Sẵn nhắc đến cửa thì quý vị quan sát có thể thấy là hệ thống cửa công trình ha, 100% đều sẽ là cửa nhôm hệ kính. Đây lựa chọn tối ưu, bởi vì cửa nhôm hệ kính thứ nhất là giá cả phải chăng.
Ở miền Bắc là hơn 1 triệu một mét vuông, miền Nam là hơn 2 triệu một mét vuông. Chưa kể là màu sắc thì đa dạng nè, ví dụ ở đây quý vị chọn màu ghi cũng được, đen cũng được, trắng cũng được, thậm chí giả gỗ cũng được luôn. Và nó sẽ có ưu điểm đó chính là cách âm, cách nhiệt cũng rất là tốt, nhờ hệ gioăng EPDM, cấu trúc thanh nhôm rỗng. Chưa kể là diện tích kính lớn cho nên lấy nguồn ánh sáng tự nhiên rất là tốt vào bên trong. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rất cần cho những công trình nhà lô phố như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đọc hồ sơ thiết kế thi công của ngôi nhà này ha. Đầu tiên, một lục bản vẽ kiến trúc đi, hồ sơ tổng cộng 33 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết, ví dụ chi tiết cửa đi, chi tiết thang, chi tiết vệ sinh, v.v. Tiếp theo, đây là mặt bằng định vị công trình ha. Đây là tổng quan công trình của nhà anh Vĩnh và chị Tú nha quý vị. Nó sẽ được đặt nằm ở vị trí này. Khu đất thì cũng rất là dài, ra tiết ở phía sau luôn ha. Với công trình này thì từ mặt tiền ra phần đường ở phía trước là rơi vào tầm khoảng là hơn 6m. Xét khoa tiêu chữ B, thấy công trình hướng qua bên trên và hướng qua bên trái. Bên trên là hướng Bắc, bên trái là hướng Tây. Công trình sẽ nằm ở hướng đó chính là Tây Bắc. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát, đó chính là số hình ảnh thực tế nè. Chúng ta chụp lại được flycam khi mà đến để mà ký kết hợp đồng khảo sát địa chất. Thì quý vị thấy là khu đất thì hiện tại là cũng khá là rộng rãi nha quý vị. Hiện tại thì cũng trồng một số những loại cây xung quanh rồi. Sau này khi mà xây xong công trình chính chúng ta thì chúng ta nên giữ lại những cái mảng xanh, thậm chí có thể trồng trọt thêm để giúp cho gọi là ngôi nhà của chúng ta sẽ có thật là nhiều sinh khí. Bây giờ thì tôi sẽ xem tiếp đến, đó chính là về bằng bát trạch nè. Quý vị thấy nè, nhà hướng Tây Bắc, Tây Bắc sinh khí phù lộc, Nam thiên y thiên thời che chở, Đông Bắc duyên niên mọi sự ổn định, Tây phục vị sự giúp đỡ. Công trình nằm ở hướng chính là Tây Bắc, tức là sinh khí phúc lộc vẹn toàn nhé. Bây giờ ta xem đến mặt bằng công năng của ngôi nhà này. Nhìn vào đây quý vị thấy là chiều dài ngôi nhà là 16,4m, chiều rộng là 5m, diện tích thiết kế tầng 1 là 82m2, tầng 2 diện tích thiết kế cũng là 82m2 luôn. Bây giờ anh sẽ cộng hai con số này lại với nhau. Bây giờ ta lấy 82 cộng cho 82. Vậy là tổng diện tích thiết kế cả công trình là 164m2 nha quý vị. Với một công trình nhà phố thì tôi nghĩ đây cũng là diện tích đủ rồi ha. Còn về công năng cụ thể, chúng tôi bố trí như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp ăn, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Tầng 2 chúng tôi bố trí một phòng thờ, một phòng sinh hoạt chung, sẽ có thêm hai phòng ngủ và một khu vực nhà vệ sinh nữa. Bây giờ thì em sẽ mời quý vị xem về hình ảnh nội thất của công trình này ha. Đầu tiên là không gian phòng khách đi. Thì ở đây chúng tôi sẽ vẫn thiết kế phong cách hiện đại. Ta có thể thấy là từ cái kệ tivi ở đây cũng vậy ha, đến bàn trà, rồi bộ bàn ghế, sofa thì cũng sẽ đều thiết kế một cách hiện đại hết. Sofa ở đây chúng tôi sẽ thiết kế là gỗ tự nhiên. Quý vị có thể lựa chọn gỗ ốc chó cũng được, gỗ sồi cũng được, gỗ hương cũng được. Bọc da ở đây sẽ là da cao cấp nha quý vị, với tông màu là nâu da bò. Như vị trí trung tâm chúng tôi sẽ đặt đó chính là một chiếc bàn trà được thiết kế bo góc. Thiết kế bo tròn thế này, thứ nhất là về tính thẩm mỹ, nó sẽ đẹp hơn. Và thứ hai là cái việc mà chúng ta di chuyển đó quý vị, lỡ có va quẹt vào cũng không có gây trầy xước. Còn vị trí phía bên này thì sẽ là kệ tivi, vách phía sau sẽ là PVC giả đá, hai bên sẽ là PVC giả lam gỗ. Trên trần thì chúng ta sẽ treo ở đây là một quạt đèn trần ha. Và để phù hợp với cái thiết kế nội thất từ nãy giờ, ta thấy đa phần là vật liệu gỗ. Thì ở đây phần cánh của quạt ở đây chúng ta cũng lựa chọn là cánh gỗ luôn nha quý vị. Quạt cánh gỗ thì nó có ưu điểm là khi quạt âm thanh nó không bị ồn ào giống như là quạt cánh sắt. Còn vị trí này sẽ là vị trí vách lam nè. Chúng tôi sẽ thiết kế cao kịch trần ha, và có chừa rất là nhiều những cái vị trí trống. Ta có thể đặt những món đồ lưu niệm ở đây và nó cũng che đi cái phần cầu thang ở phía sau, tránh hiện tượng cầu thang thoát tài, cũng như là chúng ta sẽ cảm giác an toàn hơn khi mà di chuyển bên lối cầu thang. Tôi nghĩ đây là một cái thiết kế rất là hay ha, rất là nhiều mục đích. Bây giờ ta sẽ đến không gian phòng bếp ăn ha. Đầu tiên là kệ tủ bếp đi, chúng tôi sẽ thiết kế là hình chữ L với chất liệu gỗ MDF phủ melamin. Rồi tủ bếp trên là phủ sơn màu trắng, tủ bếp dưới là phủ vân gỗ. Ở có những vị trí bên dưới chân cầu thang ở đây chúng tôi làm thêm những cái kệ tủ nha quý vị. Rồi mặt bếp và tường bếp sẽ ốp đá granite có tông màu trắng vân mây. Granite không chỉ là phù hợp ốp ngoài trời đâu, mà trong nhà thế này cũng phù hợp luôn. Bởi vì đây cũng so với ngoài trời nó cũng tương đồng đó quý vị. Bởi vì ở đây là vị trí ta hay nấu nướng, rửa rau, rửa thịt, cá vân vân thì nước nó sẽ bắn ra đúng không nào. Nếu như mà chúng ta không ốp granite mà ốp những cái chất liệu khác, đôi khi là nó không có chấm thấm hút nước tốt, có thể bị bám rong rêu sau ngày sử dụng. Còn khi mà chúng ta ốp granite thì không lo vấn đề này. Còn đây sẽ là vị trí của bàn ăn ha.
Bàn đặt ngay trung tâm, mặt bàn cũng là đá, khung chân bên dưới sẽ là gỗ tự nhiên. Xung quanh chúng tôi sẽ đặt 6 chiếc ghế ăn, đệm ngồi sẽ bọc da cao cấp. Đây là thiết kế nó cũng khá tương đồng với thiết kế của sofa bên ngoài. Bây giờ ta sẽ đến phòng ngủ số 1 của công trình ha. Phòng ngủ này thì đầu giường chúng tôi sẽ bọc vải nỉ nè các vị. Thiết kế sẽ rảnh khá là đẹp. Rồi bên cạnh này táp đầu giường, vị trí ở đây có thể là bàn học cũng được, bàn trang điểm cũng được ha. Gần vị trí cửa sổ rất là hợp lý. Tủ áo sẽ được thiết kế cao kịch trần, lắp thêm hệ thống đèn LED. Ta sẽ tiến lên tầng 2 và đến không gian cung kính nhất, đó chính là phòng thờ. Bàn thờ chất liệu gỗ tự nhiên, hai bên là vách cắt CNC. Trên trần thì tôi có gợi ý là nếu quý vị sợ là cái trần nó bị ố đen sau thời gian sử dụng, chúng ta có thể đặt thêm đó chính là một cái tấm hút khói ở vị trí này. Tôi nghĩ là cũng rất là tiện nghi nhé. Ta đến không gian phòng sinh hoạt chung. Ở đây thì bởi vì cái không gian này nó cũng bé bé thôi, cho nên là chúng ta cũng không đặt nhiều, mà chỉ đặt đó chính là một bộ sofa. Và quý vị thấy là sofa này sẽ như là nó ghép hai cái bộ nhỏ lại đúng không nào? Một bên là màu đen, một bên là màu ghi, và sẽ được bọc vải nỉ khá là đẹp. Ở cạnh bên ở đây có bàn trà nhỏ nhỏ nha quý vị. Tiếp theo ta đến phòng ngủ số 2 của công trình. Phòng ngủ này thì so với phòng ngủ số 1 nó cũng không hề thua kém ha. Giường thì cũng là MDF phủ melamine, cũng được thiết kế dạng bục. Có gợi ý cho quý vị là cái dạng bục này chúng ta hoàn toàn có thể lắp thêm phần học ở bên trong để mà ta có thể đựng quần áo hoặc là chăn ga gối nệm, nói chung là tùy theo sở thích thôi. Và khi đặt như vậy thì chúng ta cũng sẽ gọi là tận dụng tối đa được cái diện tích của căn phòng. Còn ở dưới sàn đó quý vị, thì sàn ở đây chúng ta sẽ ốp, một là quý vị có thể sử dụng là gạch giả gỗ, hai là chúng ta có thể ốp sàn gỗ luôn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem đến đó chính là về mặt đứng công trình để xem là công trình này cao bao nhiêu ha. Nhìn vào đây quý vị thấy nè, có sập không ha, đỉnh của mái là 9,3m, sàn của tầng 1 đến sàn tầng 2 sẽ là 3,7m, sàn tầng 2 đến sàn tầng mái là 3,6m. Ngược lại có sập của người lệ sân sẽ là 500mm. Bên này thì chúng tôi sẽ có tổng cộng là 6 cái hình chữ nhật tương vật liệu màu sắc khác nhau. Ví dụ là tường sơn, ốp gỗ nhựa, nè ốp đá ghép, vân vân. Đó, chúng tôi ký hiệu rất là rõ nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem đến đó chính là về mặt cắt của công trình này đi ha. Nhìn vào mặt cắt thì chúng ta sẽ thấy nè, đây, quý vị thấy là lối cầu thang di chuyển ở giữa nhà này nhé. Rồi những cái ô cửa thông phòng 2m4, 2m7 cũng có luôn. Rồi những cái ô cửa sổ vân vân. Cửa thông phòng như tôi chia sẻ rất nhiều lần, đó chính là chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng, một là cửa nhôm hệ kính xuyên pha, hai là quý vị có thể lựa chọn cái dòng cửa composite cũng được ha. Còn bên trên cái phần mái bằng ở đây chúng ta sẽ đặt thêm cái phần mái tôn. Đây cũng là cái giải pháp để mà chúng ta sẽ gọi là chống nóng và chống dụng nước mưa, chống thấm dột cho ngôi nhà. Bởi vì ví dụ ta đặt thêm phần mái tôn thì mưa khi nó xuống nó sẽ tác động phần mái tôn chứ nó không ảnh hưởng đến phần mái bằng của mình. Thì đây gọi là một cách em nghĩ là cũng khá là tiết kiệm mà gia chủ có thể tham khảo. Bây giờ ta xem tiếp hồ sơ kết cấu của công trình ngày hôm nay ha. Mặt bằng móng có thể thấy ngay công trình xử lý là móng băng bê tông cốt thép. Với những công trình nhà dân dụng thì chúng ta hoàn toàn có thể xử lý móng băng. Nó sẽ giúp là truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn, liên kết giữa tường và cột theo phương thẳng đứng một cách tốt hơn. Móng băng sẽ chia nhiều loại quý vị, chia phương vị, móng băng một phương, móng băng hai phương. Cuối cùng xem hồ sơ điện nước của công trình ngày hôm nay ha. Thì tôi sẽ xem qua, đó chính là mặt bằng bố trí camera của ngôi nhà. Nhu cầu lắp đặt camera trong nhà bây giờ em nghĩ là rất là cần thiết và rất nhiều gia chủ sẽ sử dụng luôn. Bởi vì khi mà chúng ta đi làm xa, đi du lịch chẳng hạn, chúng ta có thể quan sát ngôi nhà mình từ xa thì cũng cảm giác yên tâm hơn. Ở đây quý vị thấy nè, cái dòng cáp tín hiệu camera kèm dây nguồn trong ống gen D16 chữ data. Đây, chúng tôi sẽ chạy dọc khắp công trình ha. Còn để bộ điều khiển trung tâm, đầu ghi hình camera 6 kênh, màn hình quan sát kết nối với TV, ổ cứng lưu trữ dữ liệu 1T, chúng tôi sẽ đặt ở trong trung tâm của phòng khách. Vậy là Nhật em vừa giới thiệu quý vị, đó chính là một mẫu nhà lô phố với một thiết kế rất là độc đáo. Em nghĩ rằng sẽ có những gia chủ yêu thích mẫu nhà này. Và nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay với Mark Home ở số hotline 096 445 8888, 08281 33333, 092 40 99999 sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Nhật em xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Thank you.